chào, xin chào tất cả quý vị khán giả. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Bạn Đời Ăn Ý. Hàng tuần vào lúc 21:30 thứ sáu trên HTV7, chỉ cần mở TV lên, quý vị và các bạn sẽ gặp lại chúng tôi, những người rất là quen trong chương trình này, để chúng ta có thể chia sẻ và trò chuyện với những cặp đôi đến đây nói về hạnh phúc gia đình của họ cũng như là những bí quyết giữ gìn hạnh phúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện, và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Robbie của BBK và nhãn hàng gia dụng Golden đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và bây giờ xin được giới thiệu những người bạn đồng hành cùng với Đại Nghĩa. Xin được giới thiệu tiến sĩ tâm lý Linh Trang. Và hôm nay không có nhẫn gì á. Và không ai cả. Hôm nay thì chắc có lẽ là Hoàng Rapper với lại Cát Tường có những cái cuộc hẹn đâu đó, hoặc là những cái show chậu bất ngờ, cho nên là không đến tham dự chương trình được. Một mình chị Trang chỉ tràn khắp cái bàn đó. Không sao, với chị Linh Trang thì cái gì cũng có thể làm được, phóng chị. Chị cần luôn hả? Không, cần luôn chị đi. Nếu cần thiết em phóng xuống ngồi gì đó với chị nha. Chuyện nhỏ thôi quý vị, không có gì là không thể xảy ra. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp Lonnie. Trời, ngại ngùng chi, Lonnie ngại ngùng chi. Việt Nam Mỹ cũng gãy lưỡi luôn á. Thiệt nó tràn tràn lên luôn á. Ủa nó nghe nè, đâu vậy? Đâu vậy, hai người xuất hiện vậy? Mệt muốn chết à. Trời ơi, cái cặp này nó thiệt luôn á. Gì mà trời. Cái gì vậy Tường? Nói Tường hoài. Là hôm nay Tường với Hoàng là bận rộn công chuyện gì đó không đến tham gia được. Đâu có, hai chị em á phân công ra, nói là thôi bây giờ chị em mình á đi thuyết phục cặp đôi này tham gia chương trình này hay lắm. Nói hoài không chịu nghe. Trời ơi, mình tưởng đâu nhỏ em mình nó không chịu nghe rồi, tính rồi các ông này cũng vậy. Càng xuống dưới quê lụm mỏng lên luôn. Đó. Thiệt á, em với chị Tường biết tốn biết bao nhiêu công sức rồi, tiền mà để mua vé xe chạy về Cao Lãnh để lôi ông Mỹ Cao Lãnh ở đây. Nè, trời ơi, người ta giàu sao cũng là khách mời, mình dùng cái từ gì nó nho nhã hơn được không? Cái gì mà lụm lên, làm như lụm đồ, lụm đạc gì đó. Lôi cái gì? Lôi lên. Mình phải dùng từ cái thanh nhã. À, mình gấp lên. Hơn đó, mình em gấp đó, em gấp lên đây nè. Chứ nhắn tin mời đâu có chịu tham gia. Không biết là hai chồng có bị cấn cấn gì không mà không chịu tham gia. Em năn nỉ dữ lắm. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng Tuyền Mập là quen thuộc nè ha. Dạ. Nhìn một cái là ai cũng nhớ, ai cũng biết, quá ấn tượng. Một cái là tràn màn hình nó trơn trọi. Nãy giờ coi như là camera lấy một mình Tuyền Mập thôi đó. Đó che không thấy được ai hết. Nhưng mà cái nhân vật kế bên thì Tuyền em phải giới thiệu cho mọi người biết. Dạ, đứng kế bên em, cách em một sải tay đó là sải tay một cách em một sải tay đó là chồng của em. Anh ấy tên là Võ Hiếu Nghĩa. À. Tên thường gọi là gì anh? Mỹ Cao Lãnh. Nó Mỹ Cao Lãnh. Ủa sao kỳ vậy, tên chồng em phải qua em hỏi người ta làm sao? Không, không phải nickname, tại hai anh em quen bàn về con người này là bởi qua cái tên Mỹ Cao Lãnh. Dạ, nick Facebook Quảnh. Ủa, Mỹ Cao Lãnh là tên của em hả? Dạ. Dạ. À. Nghệ danh. Không, nghệ danh. Sao không là Hiếu Cao Lãnh mà là Mỹ Cao Lãnh? Chứ Mỹ nó liên quan gì tới cái tên Hiếu Nghĩa? Tại ở nhà em tên Mỹ. À, ở nhà tên Mỹ à. Mà quê ở Đồng Tháp hả? Dạ đúng rồi. Cho nên lấy cái nick là Mỹ Cao Lãnh. Dạ. Ờ, nghe cái tên tưởng gái không đó. Mỹ là biểu diễn tả cho một cái gì đó cái đẹp. Đẹp khủng khiếp. Em nghe vậy em bị hốt phải không? Mỹ. Dạ không, em anh em thấy anh đẹp thiệt mà. Đẹp. Dạ. Đẹp. Đẹp trai. Trong em trường là anh đẹp nhất nha. Không, còn cái vụ hốt hốt của lát nữa tâm sự mới thú vị đó. Nè. Cái cặp đôi này nhiều chuyện vui lắm, nhiều chuyện hấp dẫn. Ủa, hay lắm. Nghe chuyện nhà ta mà hai người biết rõ luôn. Chưa có biết hết, bởi vậy mới dụ vô đây. Biết hết. Tại nghe từ nói trời cặp đôi này nhiều chuyện vui lắm, hấp dẫn lắm. Đúng. Tưởng là biết rồi. Hai chị em đi quay phim Đà Lạt chung mà cứ máy quay diễn là hai chị em diễn mà cắt một cái là nhào vô tâm sự kể chuyện chị đó. Tại vì tôi ế chồng, tôi đâu có chuyện chồng đâu, kể nghe người ta kể chuyện chồng chị ta kén cũng vui. Dễ chị kén. Bây giờ thì mời Cát Tường và mời Hoàng Rapper về chỗ ngồi để cái đã nhường không gian lại cho cặp đôi của anh ta. Mời. Yeah, được khám phá rồi. Ê ê ê, đâu không bà nha. Ủa, vô đây. Hai em lại qua đây. Hả? À, mình mà đến đây mình tham gia chương trình mình phải ngồi đây. Bên kia là cái ban bình luận, người ta nói chuyện với gia đình mình. Dạ. Người ta soi mói à, không, người ta tư vấn. Tư vấn. Người ta góp ý này kia, chia sẻ với mình, thấy không? À, anh thì thật ra đã gặp cái gia đình này cũng vài lần rồi. Dạ. Cho nên anh cũng biết đầu dây mối nhở ra làm sao. Nhưng mà ở đây cũng có vài người, ví dụ như chị Trang nè ha, hoặc là khán giả ở đây cũng chưa biết rõ cái mối lương duyên của chúng ta bắt đầu từ đâu. Vậy thì Tuyền, em hãy kể một cách sơ lược và tóm gọn cái mối lương duyên này nha. Dạ, cái mối lương duyên này là nhờ một cuộc điện thoại nhầm. Sau đó là xém sữa bị quánh nhầm. Tụi em biết về nhau. Ai gọi nhầm, ai quánh nhầm? Dạ, bạn của tụi em gọi nhầm cho nhau. Tụi em binh vực bạn và chửi nhau. Sau đó là tụi em xém quánh nhau và cuối cùng tụi em mới lấy nhau. Ghê không, ghê không? Tụi ghê em không? Đều là những người nhiều chuyện. Đúng, đúng rồi, dạ. Nói chuyện bao đồng. Không có
nhiều chuyện đâu, người ta binh vực bạn rồi cuối cùng số trời đưa đẩy, nghiệp quật chị, cái này gọi là nghiệp quật. Nghĩa tức quá, bây giờ hỏi cái chuyện này phải vạch cho nó kỹ, công tình chị đi rước em lên mà. Ủa mà bộ cái gu em xưa giờ là mập vậy hả? Em nhìn thấy em không vội sao mà em lại nhào vô em? Cái lần đầu tiên thì em gặp em cũng bị hết hồn. Em có thấy em phải chạy mất dép, em có thấy trên mạng trước đó không? Không, ngày không biết luôn. Thì tụi em không có biết nhau. Đó cái cảm xúc đầu tiên xem không chạy mà em còn ráng vô nữa vậy. Cứng lỡ bà nó cái giò rồi chạy gì trời. Tất cả là một chữ duyên ha. Duyên đưa đẩy cho hai người gặp nhau từ một cái cuộc điện thoại nhầm như vậy. Cho nên ngày hôm nay có một cặp đôi rất là dễ thương và có một bé Bi nữa. Năm nay con mình mấy tuổi rồi? Dạ con em gần 4 tuổi rồi. Gần 4 tuổi rồi, rất là đáng yêu ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào những cái phần thử thách của chương trình dành cho gia đình của mình. Cặp đôi sẽ trải qua 3 thử thách lần lượt có tên gọi thấu hiểu, đào độ sẻ chia cùng lên tiếng. Sau 3 vòng, nếu điểm của người chơi trùng với điểm của ban bình luận thì cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 10 triệu hiện kim và voucher làm đẹp trị giá 50 triệu đồng. Nếu điểm của người chơi thấp hơn điểm của ban bình luận, cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 5 triệu hiện kim và một cặp điện thoại trị giá 15 triệu đồng. Nếu điểm của người chơi cao hơn điểm của ban bình luận, cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 5 triệu hiện kim và một bộ sản phẩm gia dụng của Johnson. Bên cạnh đó, cặp đôi còn nhận được một phần quà từ nhãn hàng Ruby của BBK. Trước tiên, anh muốn hai em chấm một cái điểm ăn ý của gia đình mình. Bao nhiêu điểm? Em nhường cho anh đó. Thôi em nhường đó, ấy đi. Mà trời ơi, muốn bao nhiêu? Này lên hình nhường vậy thôi. Thôi, điểm rồi. Hợp lý, đúng rồi. Phải vậy á. Số 10 mà. Số 10, nhìn là biết số 10 rồi. Số 10, đúng rồi, đây nè. Ý anh nói là số 1 bên đây, số 0 đúng rồi, bên đây đâu. 10 điểm. Lần đầu tiên có một cặp đôi mới vô thôi, chưa biết trên chân trời á, đưa 10 điểm, tự chấm cái điểm ăn ý của gia đình mình ở mức tuyệt đối. Vậy thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem cái sự tuyệt đối này nó như thế nào nha. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thử thách đầu tiên, thấu hiểu. Ở phần thử thách này anh sẽ có một vài câu hỏi dành cho hai vợ chồng để xem coi hai người có những câu trả lời nó trùng khớp, nó ăn ý với nhau hay không nha. Bây giờ anh mời Nghĩa lên đây với anh. Tuyền sẽ viết câu trả lời của em lên trên bảng, còn Nghĩa sẽ trả lời coi hai bên có trùng khớp hay không. Đó. Hiếu Nghĩa đứng kế bên Đại Nghĩa. Câu số 1. Khi yêu nhau, ai là người chủ động tỏ tình trước? Ai là người chủ động tỏ tình trước? Em bữa đó làm sao? Kể anh nghe coi. Hai đứa nói chuyện nhau rồi từ từ mới thích nhau rồi em mới nói là yêu đương. Mà lúc đó là gặp nó bên ngoài hay nhắn tin? Nói bên ngoài em là em thật nói sự ngoài là luôn em hả? Nói thẳng. Mà khi em nói câu đó thì vợ em lúc đó phản ứng sao? Thì vợ em không có phản ứng gì hết á, chỉ bà cười thôi. Là chịu liền lập tức á hả? Không biết chịu không mà bỏ cười thì chắc chịu. Em cười sao? Tôi em cười lại lúc đó coi. Em cũng không nhớ nữa chơi. Thì đương nhiên là trai mới gặp là phải cười e thẹn chứ đâu cười nhanh nữa. Đáp án của em là gì? Không ai trước hết, cả hai cùng một lúc. Vậy là không trùng khớp rồi. Chồng em nói là chồng em nói trước mà. Anh ơi, cái chuyện nó xảy ra lâu rồi mà em nhớ là em cũng chịu đèn ổng rồi. Cái đó là chịu đèn thôi. Chịu đèn. Chuyện có người tỏ tình trước. Nó là câu hỏi là ai là người chủ động tỏ hơn tình. Hơn thua nhau là cái chỗ ai mở miệng trước. Đẻ rồi dễ bị quên lúc thôi, bỏ đi. Nói chung là đây, chủ động tỏ tình trước. Mặc dù có ấn tượng ban đầu cảm giác hơi khủng hoảng, giống như em nói đúng không? Anh ơi, khủng khiếp lắm, rớt điện thoại nữa anh. Rớt điện thoại vậy nè, em ở đâu vậy? Em lù lù từ trong hẻm đi ra. Em hả? Rớt điện thoại luôn hả? Dạ. Đó là cái ấn tượng đầu tiên khi hai người gặp nhau nha. Tiếp tới nè, câu 2 mới là cái câu vô cái vấn đề nãy giờ mình đang bàn nè. Ấn tượng đầu tiên Tuyền Mập Hiếu Nghĩa dành cho nhau là gì? Ấn tượng hả? Lần đầu tiên thì em hai đứa tụi em mới chỉ gặp nhau thôi, gặp lần đầu tiên là chưa có yêu đương gì hết trơn. Gặp em hết hồn. Trời ơi, gì mà bự dữ vậy đó, em bị khủng hoảng luôn. Khủng hoảng luôn hả? Người gì đâu mà bự quá vậy trời vậy. Hết hồn. Nãy giờ nhấn 3 lần rồi. Chắc lát đi xe ôm về quá rồi. Tức là trong đầu em chưa bao giờ nghĩ rằng cái người con gái mà mình hẹn gặp lại có một cái hình thể nó mẩm mỉm đến mức độ đó, đúng không? Nói chung là em lần đầu tiên mà để hẹn bạn gái thôi. Giờ mình bạn gái là mình nghĩ là bạn bình thường đi, chưa nghĩ là yêu đương đi. Mà tự nhiên nghe cái tiếng thì dễ thương lắm. Tự nhiên sao trời, bạn này lú ra cái em lú ra cái lú. Ông nói em như là một cái con gì vừa trong hang mới lú ra mọi người. Lú rồi. Giờ câu trả lời của em là gì?
cái mà làm thu hút giữa ảnh với em và giữa em đối với ảnh, đó là cái sự thật thà và chân thành. À. Đó. Tại vì cái tính của em có làm sao nó vậy, còn cái tính của ảnh cũng vậy, có làm sao nó vậy. Ban đầu là như vậy ha. Tiếp nè. Mỗi ngày Tuyền Mập và Hiếu Nghĩa dành bao nhiêu thời gian để gọi điện cho nhau? Bởi vì hiện nay hai người vẫn còn sống xa nhau đúng không? Tuyền thì vẫn ở trên thành phố Hồ Chí Minh, còn em vẫn ở dưới Đồng Tháp để làm việc. Em đoán không lầm một ngày nếu mà ít nhất là từ 4 cuộc điện thoại. 4 cuộc điện thoại mà một cuộc dài khoảng nhiêu phút, nhớ không? Cái đó chắc em không có nhớ nổi, nhưng khi như lâu quá không nhớ nổi. À, nhưng mà mỗi lần gọi là chỉ để nói một cái thông tin gì đó hay là gọi rồi tỉ tê nói chuyện tâm sự này kia? Gọi là dạng giống như mà vợ em là thăm chừng em á. Suy nghĩ là chắc em đi đâu hay là em không có ở tại xưởng em làm. Gọi vậy là vợ gọi cho em chứ em gọi vợ. Em thì tới giờ em nghĩ em mới gọi được. Ví dụ như có khách hàng em đâu có gọi được. Như em đang làm thì em đâu. Rồi lỡ như em đang làm mà vợ gọi tới thì sao, có nghe máy không? Thì em cũng vẫn nghe bình thường. Nhưng mà nghe ngắn gọn thôi được cúp máy. Đúng rồi, nghe ra cho coi. Tức là tôi vẫn đang làm việc này nghe. Rồi em sao em? Nhiều thời gian quá đếm không có hết. Ý là gọi hoài á anh. Em là có cái tật là gọi hoài, gọi nhây, gọi liên tục. Gọi mà nói chuyện với em hai ba câu là bắt đầu em xù lông lên, em kêu không, phải để điện thoại như thế này cơ. Là để trước mặt, còn muốn làm gì làm, muốn nói chuyện với ai cứ nói, em không can thiệp. Nhưng mà nhiều khi lúc đó em đang đi làm việc luôn thì sao? Không, mỗi lúc em đi làm việc có thể em sẽ dằn xuống. Những cái việc mà quan trọng thì em sẽ dằn xuống. Ví dụ như em ở nhà hoặc là con em đang ngủ mà em sợ con em thức á, thì em sẽ để tai nghe vô. Đó. Nói chung là mình cảm thấy lúc nào mà mình nhớ, mình cần mình gọi và mình thấy mình nhá nhem ghen một chút xíu, mình lé lên tí xíu đi ghen là mình gọi liền. Đó. Tức là cần có một cái người chồng bên cạnh vào thời điểm đó, dù cho lỡ xa nhưng mà nhìn thấy cái mặt của ổng hoặc là nghe được cái giọng nói của ổng vẫn cảm giác là yên tâm hơn đúng không? Mình thấy được mặt ảnh rồi mình còn phải thấy luôn bộ đồ, rồi mình còn phải thấy luôn không gian mối quan xung quanh nữa. Dạ đúng rồi. Giống như là phải lấy nhiều góc máy, lấy toàn, lấy trung, lấy cần rồi đặt tả để kêu cho em luôn. Dạ đúng rồi, mình phải bên máy giờ mình đu ly máy từ trong ra ngoài luôn. Thấy cái gầm giường nó có dấu ai ở dưới không? Không anh, chỉ có sợ là trong nhà vệ sinh với lại trong mấy cái chuồng gà đó. Rồi đây, câu hỏi tiếp theo nó sẽ liên quan tới cái điều mà chúng ta vừa mới nghe. Trong cuộc sống hôn nhân, Tuyền Mập hay Hiếu Nghĩa ghen tuông nhiều hơn? Tức là ai ghen nhiều hơn đó nha. Quá dễ dàng. Có đáp án chưa? Quá dễ dàng. Sao em? Vợ em ghen nhiều hơn. Ghen nhiều hơn hả? Ghen cỡ nào em? Này em không biết nói là... Ngoài cái chuyện mà gọi điện để rồi coi không gian xung quanh có ai hôn này kia, rồi có kiểm tra cái gì nữa không? Gặp em có đòi lục điện thoại, lục bóp, lục ví này kia không? Cái đó điện thoại thì có lục, nhưng mà thật sự là ví tiền đồ của em là giờ em không có lục. Tại vì em làm cái điện thoại thôi. Hết trơn Điện thoại coi có tin nhắn bậy bạ với ai này kia không hả? Đúng rồi. Mà có bao giờ mệt mỏi với cái sự ghen của vợ em không? Đôi khi mệt, nhưng mà... nhầm lúc thì mình, thí dụ vợ em không tin đó, thì em cũng hơi bực, nhưng mà suy nghĩ em nghĩ là vợ em tại nó thương em nó mới vậy thôi. Còn nếu bình thường thì thôi bỏ đại nó nhầm gì. Có thương mới có ghen đúng không? Rồi. Đáp án của em. Em nè, trùng khớm. Nhưng mà ghen quá nhiều khi người ta mệt mỏi đó. Không, nhiều khi cái gu thích vậy đó anh. Thấy cái gu anh thích mập là thấy nó lạ rồi. Cái này tự quy định luôn á. Không, giống như mình tự mình trấn an á. Chứ thiệt ra anh thích không thích em không quan trọng. Quan trọng là em thấy yên tâm là được. Quan trọng thấy yên tâm là được ha. Câu số 5 nè. Nếu bỗng dưng trúng số, Tuyền Mập và Hiếu Nghĩa sẽ sử dụng số tiền đó vào việc gì trước tiên? Mà trúng số cao nha. Coi như trúng số tiền tỷ đi. Đó. Thì hai em sẽ dùng cái số tiền đó làm cái gì trước tiên? Để coi, vì quá dài luôn kìa. Em thì không có mua gì hết trơn, em chỉ mua đất, mua vàng thôi. Trời ơi, không mua gì hết trơn. Mà mua đất với mua vàng thì thôi. Thì trúng nhiều tiền mà. Rồi, Tuyền, sao em? Em ngại quá mọi người ơi. Mua đất, mua vàng không cơ. Em ngại quá mọi người ơi. Thật sự là giữa em với chồng em nó có nhiều cái cũng gọi là chưa có ăn ý với nhau lắm. Nhưng mà về cái phần mà tích lũy để dành hoặc là mình tích góp là rất là giống nhau nhiều thứ. Thứ nhất là không có xe xua nè. Thứ hai là cũng không có đu đeo theo những cái cuộc chơi. Ví dụ như bạn bè mà có đi chơi thì mình chơi tới mức độ nào đó mình dừng thôi. Chứ không có bị cuốn theo. Nghĩ những cái lâu dài đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm ơn em mời em về chỗ mời Tuyền ở đây với anh. Ghi cho khéo nghe. Nhìn lên màn hình để xem. Wow. Tươi. Ủa em ở cái hình số 2, hình đồ nào mà số gọn vậy? Có Photoshop.
có bóp này kia không? Mà sao đâu cái eo quá trời eo vậy? Vâng, kính thưa mọi người hãy nhìn theo bàn tay của tôi đây. Đây là một đường thẳng nha mọi người, nhưng nó đã bị bóp cong vào rồi. Chúng ta là tôi có sử dụng Photoshop. Tức là có sử dụng để bóp cái đường eo đó ha. Hèn chi nhìn nó khác so với hình số 1. Vậy thì trong hai hình ảnh trên, Hiếu Nghĩa thích hình ảnh nào của Tuyền mập hơn? Em chỉ cần ghi số 1 hoặc số 2 thôi nha. Rồi em suy nghĩ đi, em nghĩ coi chồng em sẽ thích cái nào. Chồng em sẽ thích số 2. Tại sao em nghĩ vậy? Bởi vì ảnh thích cái sự đầm thắm. Có ốm thì là không nói rồi, không có tấm nào ốm hết đó. Không, thấy rõ ràng tấm hình số 2 ốm hơn. Nhưng mà em nghĩ là anh thích số 2. Thích số 2 ở đây là thích cái tinh thần của bức ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không phải là cái chuyện mà hình thể của dạ, em. Dạ còn nếu mà hình thể thì anh sẽ thích số 1. Hiếu Nghĩa mời em. Số 1. Vậy thôi. Nhưng mà khoan, em thích số 1 là thích cái điều gì? Em chỉ thích chân thật thôi, em là chỉ thích vợ vợ em sao vậy thôi, không có thích chỉnh sửa gì hết đó. À, cái này em biết nè, cái này cũng có liên quan. Có liên quan tới cuộc sống nha. Sao? Có nhiều lúc em thấy em mập quá, anh hiểu không? Và em cũng được một số cái gọi là gợi ý từ nhiều cái nhà tài trợ là làm ốm một chút xíu. Thì em có hỏi ý, xin ý kiến ảnh, và anh nói là không, tuyệt đối không. Bởi vì của anh sao để im vậy? Đó, anh không thích gì ấy hết. Tức là người ta đã quen rồi, thích em vậy rồi, tự nhiên giờ nếu làm em ốm đi, em như cắt tường, người ta là không chịu. Cứ để y chang vậy đúng không? Chắc sợ ôm bị lỏng tay hay sao? Tiếp nha, mời em xem hình tiếp nào. Hả? Trời ơi, mới. Anh nhớ này như mới đây nè. Mới, trời mới ơi, đăng Facebook cách đây mấy ngày nè. Chương trình đáng sợ thiệt. À, anh hỏi Hiếu Nghĩa nè, ước mơ của Tuyền mập trong tấm hình này là gì? Tết này hả? Cái xe Tết này là có phải em nói rằng em mơ ước đúng mua rồi. Chiếc xe nó bự vậy, chở người, chở đồ cho thoải mái đúng không? Cái tuổi càng cao thì mình khoái cái gì nó càng bự, với lại em cũng bự rồi. Nhưng mà nó lại quá mắc tiền so với em. Thứ hai nữa là nó nhà em thì lâu lâu mới đi chung với nhau một lần. Ở cái mức độ đông người nên nó cũng chưa gọi là cần thiết. Nhưng mà ước mơ thì mình cứ ước mơ. Ước là trúng số là mua liền đó, đó. Còn nguyên xe tích. Rồi cái bảng dơ lên coi, không biết nè. Dễ chứng hộp dịch hả? Không hiểu gì tôi cả. Không, thường thường anh viết chữ chữ không là anh không có viết chữ không mà anh viết chữ o. Ông chồng em gu là thích tròn tròn vậy đó em ơi. Thích tròn tròn cho nên là gì? Gu. Em điều tra rồi, bồ ổng với lại người yêu ổng là từ xưa tới giờ là tròn tròn không đó. Thế là trước em cũng vậy nhưng hả? Nhưng mà em đừng đúng. Yên tâm đi, em là vô đối rồi. Đúng đúng, em là dạng như dạng vô cực luôn á chị. Hay quá. Tiếp, xem hình nào. Con gái đó, dễ thương kìa. Tấm hình này chụp trong dịp nào, ở đâu? Không nhớ là tối nay đi bụi luôn á. Ghi chưa? Xong rồi. Chứ đừng có copy bài bản nghe. Cái này là em chụp hôm Tết. Là chắc mới, ở trong mùng á. Mới Tết vừa rồi hả? Năm Canh Tý này nè. Dạ. Ở đâu? Ở một cái trung tâm mua sắm. Lúc đó tụi em đi ăn. Ở trên thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ đúng rồi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, Nghĩa sao em? Siêu thị. Đúng đúng rồi. Đúng rồi. Chúng là đi mua sắm, cả nhà đi mua sắm chơi xong chụp tấm hình này ha. Bây giờ sẽ là những câu hỏi liên quan tới đồ vật. Xin mời. Trời ơi, cái món này Tuyền nó mê lắm đây. Hốt hết. Khô gà nè, cơm cháy chà bông nè, bánh bông lan nè nha, ba món này. Các món ăn vặt sau đây, cái nào là món khoái khẩu của Tuyền mập nha? Khô gà, cơm cháy chà bông, bánh bông lan. Em chỉ cần đánh số thôi. 1, 2, 3. Rồi chứ. Trời ạ. Mời Tuyền nói đi em. Thôi nói năng gì nữa. Nói thiệt. Giờ biết ăn hết rồi. Thì em nói thiệt sự ra thì trên cái mâm này thì ngoại trừ cái mâm với ba cái dĩa em ăn không được thôi. Món nào mà em không thích mọi người. Món nào cũng thích nha quý vị. Dạ, tại vì biết sao không, có bánh bông lan là em không có bán thôi, chứ còn cơm cháy chà bông với lại khô gà là em có bán. Dạ. Mà những cái mà em bán là những cái em thích ăn. Thì em mới đã từng bán. Có một chương trình gì đó anh đi quay chung với em á Tuyền. Dạ. Mà Tuyền nó bày đồ ăn ra mà mình nhìn thôi là mình bị bội thật á. Cái gì nó bày ra, có cơm cháy chà bông nè, rồi có cái khô gà nè, rồi xong nó bưng ra một cái ổ bánh bông lan bự nữa, bông lan phô mai trứng muối dày vậy nè, em ăn tráng miệng. Hỏi tới trước khi thêm trường em ăn cái gì chưa, em ăn hai tô phở, một tô hủ tiếu cái gì đó không biết nữa, mà tráng miệng một ổ bánh bông lan chà bông thiệt bự ơi.
với mình ăn bao nhiêu đâu, mình phải mời mọi người. À chưa, thôi. Còn có cái món khoai mì nước cốt dừa nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hiểu nghĩa. Đưa lên coi. Mời ba. Mời ba. Chào mừng em. 1, 2, 3, ăn. Tiếp theo, xin mời. Rồi, đây là ba món ăn mặn, ba món ăn cơm nha. Số 1, ba rọi kho tiêu nè. Số 2 là gà kho xả ớt. Số 3 là cá hú kho. Nhớ không? Này là ba rọi kho tiêu nè. Gà kho xả ớt, cá hú kho. 1, 2, 3. Trong những món ăn này, cái món nào là món Hiếu Nghĩa không thích? Còn đương nhiên ba món này đều là những món mà vợ em thích. Thực ra thì em nói nè, cái cá là đương nhiên người miền Tây họ rất thích ăn cá, là chồng em rất thích ăn. Còn gà là sao cũng được, nhưng mà tuyệt đối là anh không thích mấy cái thịt mỡ. Sao vậy? Anh không thích thịt mỡ bởi em không biết là trước đây làm sao, nhưng mà từ hồi mà lấy em tới giờ, Tết nha mọi người, Tết là cái món mà truyền thống của mình là thịt kho trứng, là thịt kho vịt. Mà phải có lớp mỡ, lớp da, lớp thịt, không? Nhìn nào thịt kho vịt giống như kẻ thù. vậy đó không biết là lấy em rồi anh ngán mỡ hay gì mà thấy đồ kỳ lắm. Đáp án của em là gì? Thịt ba rọi trùng khớp. Cảm ơn em. Nghĩa, em nói anh nghe đi, trước khi em lấy Tuyền Mập em có ngán cái món đó không, hay là sau khi lấy rồi em mới ngán? Không, tính em đó giờ em không có thích ăn thịt mỡ. Vậy mà không rước cục mỡ rồi. Chị cũng hiểu. Ghét của nào, trời, ghét cho của nào trời trao của nấy là đúng đó. Mời em về chỗ. Như vậy là chúng ta đã trải qua 10 câu hỏi trắc nghiệm hai vợ chồng Tuyền Mập và Hiếu Nghĩa. Rất là dễ thương. Không biết ý kiến từ ban bình luận thế nào? Phải công nhận á nha, là hồi đầu mới biết Tuyền á nha, khi mà giới thiệu chồng thì mình thấy trời đất ơi, sao đứa này nó ở chung nhau được trời, mà nhìn nó giống như cái gu, dù sao Tuyền nó mập nhưng mà nó cũng là làm nghệ thuật, thì nó cũng là cái gì đó, nó bay bổng, nó phải nhẹ nhàng, mặc dù cái tướng nó không nhẹ nhàng thôi nhưng mà tâm hồn nó phải nhẹ nhàng. Thôi mình nghĩ vậy, còn mình nhìn qua ông này đúng là một cục dắt hòn á, nó kiểu như nó khô cằn như đúng sỏi rồi. Đá vậy đó, nó cứng ngắc cứng còng, nó không có một chút gì gọi là một cái ly gì đó mà nó thấy nó hợp với nghệ không sĩ. Có lãng mạn đúng không đúng chị? Rồi nhưng mà tự nhiên sau càng ngày xong quen hoài, gặp qua hết chương trình này qua chương trình nọ, tự nhiên mình cũng cảm thấy ha, giống như vợ chồng đúng cái câu ở chung riết với nhau rồi nó cũng lay lay cho nhau á. Rồi xong có thấy mà ông Hiếu Nghĩa ông cũng duyên, rồi tham gia với Tuyền nhiều chương trình, rồi cũng lên cũng chịu diễn, rồi có những cái chương trình bận mấy bộ đồ cũng kỳ, đồ vợ làm stylist á, nhìn nó kỳ mà nó nổi. Càng ngày thì càng thấy là hai bạn bắt đầu duyên dáng và hợp nhau, khớp với nhau, nay nhìn là hết chổi rồi, chị nhìn thì thấy là ok rồi đó Tuyền. Nhưng mà em thích cái cách mà anh Mỹ Cao Lãnh anh chăm sóc cho bạn Tuyền lắm, thích lắm, im lặng, nhẹ nhàng, không nói nhiều, không có lèm bèm, không có nói mà khiến cho vợ bị áp lực á, mà đi đâu làm gì nếu có thời gian rảnh là luôn sẵn sàng những hộp đồ ăn nước uống bên cạnh hết, vừa cắt máy một cái là ập vô giống trợ lý đó. Những ngày đầu tiên em không biết đó là chồng luôn á, em tưởng trợ lý luôn á. Tại vì chăm rất là kỹ mà rất là chịu khó nghe lời Tuyền nữa. Chị thấy nha, trong một số câu hỏi thì cái số câu mà tụi em trả lời không trùng khớp với nhau á là nhiều chứ không phải là ít. Nhưng mà cái không trùng khớp đó nó lại nói lên là hai người rất là hiểu về nhau. Ví dụ như là cái câu mà cái ấn tượng về người kia thì chồng em cứ nhắc đi nhắc lại là trời khiếp lắm, thì hoảng luôn vậy đó. Nhưng mà em nói là em cho rằng ở chồng em cái ấn tượng là cái sự chân thật. Thì ổng chân thật ổng mới nói như vậy. Chứ ông chồng không chân thật thì ông đâu có nói vậy trên sóng truyền hình. Nên chị nghĩ là tuy cái câu trả lời đáp án không giống nhau nhưng mà hiểu nhau rất là thấu đáo. Nên chị nghĩ rằng là cái số điểm của tụi em về cái sự ăn ý đó là nó phải hơn nãy mà tụi em tự chọn á. Bây giờ chúng ta xem coi ban bình luận sẽ dành cho gia đình Tuyền Mập bao nhiêu điểm nha. 11 điểm hả mọi người? Nằm mơ đi con. 9 điểm. Còn hai em, bây giờ hai em chấm điểm lại cho gia đình mình một lần nữa nào. Sẽ là bao nhiêu? Hồi nãy mình mạnh tay mình cho tới 10 luôn á, giờ có muốn thay đổi gì không? Em thì em nghĩ nó cỡ này thôi. 8 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai của ngày hôm nay. Thử thách mang tên Đo Độ Sẻ Chia. Thưa
Thưa quý vị, ở vòng 2 này thì thử thách dành cho họ nó cũng gắn liền với cái ý nghĩa mà trong cuộc sống những cặp đôi phải trải qua. Khi mà gặp những cái khó khăn, họ phải dắt díu nhau, dìu đỡ nhau, thậm chí là bồng bế nhau để vượt qua được những cái trở ngại đó. Và ngày hôm nay chúng ta thử xem khi gặp những cái trở ngại mà chương trình đưa ra thì gia đình của Tuyền Mập và Hiếu Nghĩa cũng sẽ bồng bế và bưng bê nhau vượt qua những khó khăn đó như thế nào. Mời hai em ra đây cùng với anh. Căng à, căng à. Em thì không căng nhưng mà chồng em hơi căng nha mọi người. Ở đây mình có rất là nhiều những mức xà cao thấp khác nhau. Một lát nữa anh sẽ nhờ các vị trong ban bình luận đưa ra những cái thử thách, những cái mức xà cho các em nha. Yên tâm, anh có chuẩn bị sẵn cái tấm nệm để lo lót cho cái chuyện mình rơi rớt. Yên tâm, Nghĩa, em cứ việc em bế Tuyền để rồi em vượt qua những cái mức xà này. Cái gì? Hả? Cái gì? Cái gì anh Nghĩa? Anh Nghĩa mà bế Tuyền thôi. Thì chú rể bao giờ cũng phải bế cô dâu trong cái đêm tân hôn chứ, đúng không? Không, mà giờ mình không có đêm tân hôn nữa anh ơi. À vậy hả? Dạ, đêm tân hôn mình chơi kèo ngược đi. Kèo ngược. Chứ kèo này tiêu à, tiêu chú rể à. Ôi, vậy hồi đó cái đêm tân hôn có vụ bế vô không? À, em bế ảnh trước cái đêm tân hôn rồi. Nếu như mà Nghĩa không có làm được chuyện đó thì em tiếp tục làm chuyện đó với chồng em đi nha. Thôi anh làm em đi. Trời ơi, nhõng nhẽo nữa kìa. Bây giờ thì các Tường lên Tường lên. Ơi Tường, sao cho đề bài chị bây Trang. Giờ Tường muốn cái mức xà nào? Bây giờ có hai tư thế qua bên kia. Giờ một thấp thì mình sẽ luồn qua. Trời cái xà này. Bây giờ mình chơi hai cái thử thách. Còn nếu mà cao quá mình ném qua. Đúng rồi. Chơi ngược vậy. Dạ. Ôi thấp người ta mình ném qua nó dễ, còn cao mình luồn xuống nó dễ hơn. Bây chứ. Giờ tưởng tượng đi, tướng Tuyền Mập cái bụng nó bự nó cấn vậy mà làm sao nó lòn xuống được như thế này. Mà không, Tuyền nó không bao giờ cõng được Hiếu Nghĩa mà lòn xuống đây được. Ừ. Tại cơ bản. Ủa phải cõng hả chứ không phải qua tụi đứa hả? Nghĩ đó. Sao vậy cưng, nghĩ chết. Sao vậy? Trời ơi cái này là phối hợp hai người mà. Mà tưởng tượng Hiếu Nghĩa mà nó ẵm Tiền thì nó nằm luôn chứ đâu có đi lết qua cái đây được. Thôi cho nên vậy, nếu mà cái mức xà thấp vậy á, mình cho phép bồng bế liện qua. Rồi, mức xà đầu tiên các bạn cho là nhiêu? Dạ dạ, xương xương, trời xương ơi, xương đi. Bậy bậy à, cái xương này mà lòn thì ai làm không được. Cái này cao quá, dày lòn qua nè, đó. Ấy, dày ác quá. Sao ác được? Thôi mình để vậy đi mọi người. Em nghĩ vậy là đẹp nè. Không, cái này ẵm. Vậy là phải ném qua. Cái này là khỏi chơi. Không, này đi, mức xà mình ăn ủi đầu tiên là có này đi. Cái này làm gì? Này phù ngáo. Là lòn quá. Trời ơi. Ôi, Tường mà. Quá dễ quá dễ. Nhưng mà Tường đang cõng một người hay Tường bồng một người, Tường lòn qua nó không có dễ. Tường dễ à. Lắm. Nghĩa ơi, Nghĩa đang dễ thì cho Hoàng cõng Tường thử. Ừ đó giờ đi Hoàng đi. Hoàng ơi. Dễ chị lắm. Mình chị em mà chán. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Ok ok. Xin phép, ơi, phép chú rể. Em khỏe lắm mà. Xin phép chú rể. Vậy em hai. Cõng hay là em bồng hay là em ẵm? Cõng chứ bồng gì nổi. Đó. Thôi em cái hự này. Cái này dễ lắm. Đó. Thấp xuống cái nữa nè. Thấp xuống cái nữa nè. Thấp xuống cái nữa nè. Dễ lắm. Rồi. Cái này là được. Wow. Đó. Đó. Cỡ này đúng không mọi người? Nữa nè. Vậy cũng còn cao quá. Thấp nữa nè. Đó vậy được thấp rồi. Thấp nữa nè. Bây giờ này, này qua đi. Không có này thử thí dụ dàn dày mà tôi ẵm bà Tường qua được không? Qua đâu? Qua đây. Ẵm hả? Ẵm được mà. Nó đang xuống. Ẵm liền quá hả? Dạ liền có thì, cái nệm làm liền gì? Liền thì phải bỏ cái nệm vô. Liền mà không để cái nệm vô sao được nè. Liền nó mới vui. Tiền nó còn khỏe lắm ai ơi. Ê, có khi nào quản liền mà liền hụt không ta? Là chị giống như đâu ngoài á. Cái xào này hay sao xào phơi quần áo chị luôn á. Được hả Hoàng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kiểu gì kỳ vậy chị ơi? Cái này không phải là liệm mà là ném. Làm như thù hằn kiếp trước vậy. Người ta để nhẹ nhàng quá thôi nè. Thôi bây giờ nè, sẵn cái nệm đây. Sẵn cái nệm mình liện trước đi. Sẵn cái nệm nè, đây nè, liện qua nè. Không, từ thấp tới cao chứ. Thấp trước. Nó đuổi nhỏ này, ông này còn ác hơn nữa nè. Phải liện hai lần hả? Hai lần. Nè, ẵm em đi, ngon ẵm. Chụp ơi. Đây. Bắt đầu. Sáu. Từ từ. Sáu má ơi, sáu quá. Nè, bây giờ ráng cái mức xà đầu tiên. Yếu Nghĩa liện Tuyền Mập qua. Cái sau là vợ em liện em. Đúng rồi, cái sau vợ em liện em. Lên. Ngã vô người đi. Ngã người đi. Sao? Thôi. Đây. Trời
rồi. Gọn dễ sợ trời. Gọn bưng luôn á. Bức xà thứ hai. Tư thế bức khác được không? Rồi nè, thôi đu xe cho đi. Dễ quá. Quá đơn giản. Quá đơn giản. Rồi bỏ cái đệm ra nè. Bỏ đệm ra. Kéo đệm ra. Thôi chui qua đi. Chui qua. Rồi. Ráng lên, ráng lên, ráng lên Tuyền ơi. Rồi, mức xà cuối cùng nè. Đó, khó hơn nè, thấp hơn. Thấp nè, này thấp ráng. Này thấp. Cao lắm quá không được rồi còn thấp nữa. Thiệt, lâu lâu cho anh chồng cứ đè đầu cưới cổ một cái đi em. Thôi vậy đi anh. Chết. Đi. Đó cái đạn luôn. Hiếu Nghĩa, cái cảm giác được cõng vợ em trên lưng như thế nào? Ê, tụi em chơi với nhau hoài vậy đó, vui lắm. Ủa, ở nhà là hai vợ chồng hay chơi vậy đó hả? Em giống như là chơi ở trong phòng á, là chơi là có em với con em với chồng em, là ảnh cổng em đi vòng vòng, còn con em giống như là đi chăn bò vậy đó. Nó lấy cây nó quất bà. Mà em ơi, em chơi gì mà nghiệt ngã vậy Tuyền? Dạ có hôm em để con em lên luôn á chứ. Trời ơi, thêm em con nữa hả? Thì không sao đâu anh, tại anh cũng quen rồi. Cũng quen rồi. Anh vậy anh khỏe thiệt chứ. Quá khỏe luôn ha. Nhiều khi không, roi roi chỉ có sức khỏe. Không, mà nói cho em cũng bảo vệ cái cột sống cho anh lắm. Nên em đã ẩm hết em quăng qua. Thương lắm luôn. Thương lắm cho nên là ngồi lên người chồng một cách hết sức lực luôn vậy đó. Bây giờ em bao nhiêu ký Tuyền? Tạ mấy? 110 mấy cộng á. Cộng là cộng bao nhiêu? Cộng mấy chục không? Muốn cộng nhiêu cộng đi chứ em. Ngày hôm nay em mới tin lời Tuyền là thật. Tuyền rất là tự hào về đôi tay của anh Nghĩa. Bởi vì trước đây á, Tuyền có nói khoe là anh Nghĩa mặc dù nhìn ốm ốm rồi thôi, nhưng mà đôi tay rất là khỏe. Bởi vì anh ấy vận động liên tục, làm việc rất là chăm chỉ. Và ngày hôm nay mới chứng minh được điều đó là có thể chống cả thế giới luôn. Thật ra là Tuyền nó lo thôi. Chứ thật mấy cái pha cổng thì nghĩ là Hiếu Nghĩa vẫn cổng Tuyền mập nổi. Nổi. Dạ. Tại em, tại nổi. Em thương, em sợ là bị cụp xương sống. Em giặt mặt em nè. Có làm gì đâu. Ủa? Ai mượn người ta chỉ đại nghĩa, chỉ kêu em cổng chị thôi. Cổng một hai pha được rồi. Khuyến em mãi. Quăng gì mà em quăng, mà em còn lấy chớ mà em quăng, mà chổng cẳng chổng càng chị lên. Em lấy cảm hứng từ chị Linh Trang thôi. Chị Trang nó hay chứng tỏ sự mến lì của mình đi. Đó thì em chứng minh cho mọi người thấy đó. Để lát nữa em coi là bà Tuyền á, mỗi lần bà giận chồng bà quăng chồng bà làm sao thôi. Nhưng mà qua cái điều đó mới thấy rằng khi không phải là một cặp đôi mình mới lộng cộng mình vụng về vậy. Còn ta cặp đôi của người ta mặc dù là chênh lệch về cái hình thể nhưng ta làm gọn ơ, thấy không? Dạ, dạ, đúng dạ. Rồi, không phải cặp đôi cho nên quăng một cách mạnh mẽ vậy. Dạ, đó. Còn em có nhìn tâm. Cái cảnh mà Tuyền mập lúc ngồi lưng chồng không? Nhà nhạc có luyện tập nãy em nói chơi hoài á, cho nên nó gọn bâng à. Mà đặc biệt ông chồng phải không, vẫn cười té tét như nè, cười y chang vậy không luôn á chứ. Đó chị quan sát chị thấy rằng là nặng vậy chứ nếu mà nặng nữa đó ông vẫn có thể cõng cái nặng trên lưng và vượt qua khó khăn. Tại vì trong một tinh thần hớn hở đầy động lực như thế thì chị nghĩ sức mạnh về cơ bắp á, có đè nặng cũng không ăn thua. Nếu mình chơi như ta chính niệm á ta. Bây giờ nhỉnh hơn chẳng lẽ nhuyễn đi, nhuyễn đi. Số điểm mà ba bình luận dành cho cặp đôi của Tuyền Mập và Hiếu Nghĩa là bao nhiêu? 9 điểm rưỡi. Còn giờ nhà mình có tự tin hơn chưa Tuyền? Nãy chồng em tự tin là ngút trời mây đưa ra 10 điểm, tới em kéo xuống còn 8. Giờ em chấm điểm lại một lần nữa xem. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách thứ 3, cùng lên tiếng. Vợ ơi vợ bước vô đây ngồi. Gì anh vậy? Đi vô đây ngồi liền. Chứ hình sự vậy. Trời, anh đi đâu bây giờ anh mới về? Anh đi với ai? Anh đi với con nhỏ nào bây giờ anh mới về? Anh có đi với ai đâu? Anh đừng có nói với em mà anh không đi với ai. Anh phải có đi với ai. Thiệt tình là không có đi với ai hết trơn á. Em buộc anh phải đi với ai. Anh đi với ai? Anh đi làm ở công ty vậy thiệt. Không thể nào. Hồi nãy em gọi điện cho anh rất ồn ào, có giọng phụ nữ nữa. Đúng rồi, ở công ty là phải ồn ào chứ em. Còn giọng phụ nữ biết giọng của ai không? Giọng của ai? Giọng của chị Tường sếp anh đó. Chị Tường hả?
Chị Tường, em nghe ra giọng mà giọng đó không phải là giọng của chị Tường. Giọng chị Tường thiệt, cái giọng chị đanh đá vậy không nghe được hả? Tại sao em đang nói chuyện với anh mà chị Tường nhảy vô chị? Chị Tường chỉ mê anh hả? Thực sự là chị Tường chỉ có mê anh thiệt. Đúng. Anh nghĩ gì công ty? Đúng là có mê anh, nhưng mà chị Tường lúc đó là đang hợp. Trời ơi, chị Tường đang phát biểu cho nên là phải có nghe giọng của chị Tường. Mà lúc đó thì anh đâu có nghe điện thoại được, cho nên anh phải tắt liền là vậy đó. Tại sao anh không kêu ngừng cuộc họp để nói chuyện với em? Trời ơi, vì em mà ngừng cuộc họp công ty luôn hả? Em hơi quá, ngồi xuống đi nói. Đúng rồi, xong chưa? Giờ tên anh chưa? Chưa. Nhưng mà em vẫn khẳng định anh có đi chơi với con nhỏ nào đó, anh mới về trễ như vậy. Con nhỏ đó là con nhỏ nào? Không có thiệt mà, về kẹt xe. Kẹt xe cái gì? Ủa mỗi lần tại sao không kẹt xe, bây giờ kẹt xe? Tại vì mỗi lần kẹt xe mà, mỗi bữa thì không kẹt xe. Trời ơi tức quá. Bây giờ anh nói là anh không có con nhỏ nào đúng không? Ừ. Chắc chắn là anh không có con nhỏ nào không? Anh chắc chắn luôn. Bây giờ em hỏi anh. Ừ. Hôm nay em có gì lạ? Này hả? Áo lạ. Không phải. Cái nết lạ. Không phải, đừng có nghe người ta nhắc. Chứ cái gì lạ? Cái suy nghĩ của em lạ. Tại sao anh không nhìn ra? Anh không quan tâm tới em nữa, anh mới không nhìn ra được cái suy nghĩ của em lạ hơn. Đúng rồi, cái suy nghĩ của em nay hơi lạ. Rồi suy nghĩ của giờ bữa nay lạ quá. Trời ơi, lạ hơn. Em không có lạ gì hết, em chỉ nói vậy thôi. Anh kỳ cục quá. Bây giờ anh nói đi. Anh không quan tâm đến em nữa, có nghĩa là anh đã có một người khác rồi. Tại sao hôm bữa em kêu anh là gọi điện thoại cho em coi hết cái phòng mà anh không cho coi cái toilet, anh giấu ai trong đó? Em ơi, em gọi là em gọi video call. Đúng. Em kêu cho hết cái phòng, coi hết cái phòng. Mà lúc đó là anh đại nghĩa, bạn của anh đang trong toilet, làm sao trong toilet được? Em không tin, phải có bằng chứng em mới tin. Ok, vậy thôi. Nhanh lắm. Anh cài sẵn số đại nghĩa nè. Alo anh Nghĩa hả? Alo, alo. Anh Nghĩa mà không trả lời là anh chết anh em. Alo. Alo, alo anh Nghĩa hả? Rồi, thôi được rồi, anh đây, sao? Anh Nghĩa ơi, dạ cái chuyện này là bữa hổm anh Nghĩa có qua nhà em chơi phải không ạ? Bữa nào em? Cái bữa đó mà. Bữa đó là bữa nào em ơi, anh đi công tác nước ngoài cả tháng rồi, làm gì có qua nhà em bữa nào? Anh bật lên luôn. Em nghe đó nha. Xin lỗi, cái này là lộn số anh Đại Nghĩa rồi. Gọi anh Hiếu Nghĩa đi. Gọi anh Hiếu Nghĩa. Alo. Anh Nghĩa hả? Em nè anh Nghĩa ơi, anh Hiếu Nghĩa ơi. Ồ nghe. Đó, anh Nghĩa, anh nhớ cái bữa anh Nghĩa có qua nhà em không? Có. Hồi đó cái bữa mà vợ em á kêu là gọi video call là coi hết cái phòng. Bữa đó anh Nghĩa ngồi ở chổng phải không? Ngồi trong toilet á phải không? Anh không có ngồi trong toilet. Vậy chứ anh ngồi đâu anh Nghĩa? Anh ở ngoài mà. Em nói vợ em gọi anh thấy ngại quá, anh đi ra ngoài anh đứng mà anh đâu có vô toilet làm chi. Anh bữa đó anh ở trong toilet rõ ràng anh làm gì chết em. Thôi nói thiệt đi, anh đừng có giỡn với em. Bữa đó anh ngồi trong toilet rõ ràng em nói, anh nói gì là chết em luôn á, em nát mình luôn á. Sao nhanh lên. Thì đó bây giờ là mở lo ngoài cho em nghe đó, là anh Nghĩa ngồi chổng mà anh Nghĩa anh giỡn á thiệt. Sau khi mở lo ngoài em mới biết được là cuộc đời này chỉ có mình em tốt với anh thôi, bạn anh rất xấu, không ai giúp đỡ anh hết. Ngồi xuống đây. Yên tâm với em, sau cuộc gọi hôm nay anh sẽ chặn số những người tên Nghĩa hết. Nhưng mà em còn một bằng chứng nữa, chắc chắn là anh ngoại tình. Bằng chứng cái gì nữa, sao em nghe quá vậy? Hôm bữa này nè, anh về nhà, em đang ngủ trên giường 7-8 giờ sáng, chú điện thoại reo một cái, anh thức dậy, anh tắm rửa, anh đi liền, anh đi với ai? Dạ chị hai, cái chuông đó là cái chuông báo thức, em thức dậy em đi làm với chị hai. Chị đang nghe nhớ cái điện thoại hả? Ủa thiệt luôn hả? Rồi, được chưa, thật sự anh không ai hết trơn á. Anh nói em vậy nè. Anh thề đi, anh phải thề em mới tin. Anh thề. Nếu như mà anh ngoại tình, anh thương ai khác thì chị Tiền Mập sẽ bị ốm lại. Được rồi. Rồi chưa, bây giờ rồi. Nói chung là em phải tin anh. Bây giờ anh gấp ý em cái này. Mình ghen, đúng là mình thương nhau. Mình ghen nhưng mà chuyện gì mình phải từ từ. Chứ cái gì mà như cái chợ vô làm mà mỹ vậy. Ghen lúc đó mình nóng nhưng mà nhớ đó đi. Xong rồi lúc mà mình nguội rồi đó thì mình hãy ghen lại, hiểu không? Chứ mình ghen lúc nóng bây giờ làm mà mỹ lỡ tan nát nhà luôn rồi sao? Anh nghĩ sao vậy? Ghen là phải ghen liền. Chứ ở đâu mà ghen nguội rồi sao ghen? Lúc đó biết cái gì nữa mà ghen? Nhưng mà ghen là như vậy, lỡ anh với em mỗi người một tiếng xong rồi nát cả nhà luôn, giống như anh, đúng không? Bây giờ thực sự là em, cái nghề của em thì em cũng đi làm này nọ, em cũng gặp nhiều người đúng không? Anh cũng ghen vậy nhưng mà anh đâu có nói đâu. Thì anh cứ để đó, thì lâu lâu anh cứ nói nhẹ nhẹ vậy thôi đúng không? Ôi mắc gì anh không nói, tại anh
không có nói. Lúc nào hả có chuyện gì mà ghen hay là có gì cứ im hả. Sao vừa nguội lại mới nói, rồi các anh hỏi em biết đường đâu em trả lời. Thì nói chung là nếu mà em quên thì anh sẽ nhắc. Nhưng mà vấn đề gì là mỗi người một cách ghen. Bây giờ ý của anh là vậy đó. Ghen là ghen nguội chứ không ghen nóng nha em. Ghen nóng nha em, người hàng xóm ta nghe rồi người ta cười chết. Bây giờ em muốn ghen nóng rồi sao? Bây giờ anh muốn ghen nguội. Bây giờ con nhỏ nào ghen nguội mà anh đòi ghen nguội? Cái gì vậy, có ai đâu mà ghen nguội. Giờ ghen nóng hay ghen nguội? Rồi, ghen nóng luôn á, được chưa? Vậy đi. Trời ơi. Ủa sao cái chuyện nhà này đơn giản quá vậy ta? Giải quyết cuối cùng là được quê đê quê với trơn trọi nữa hả? Cảm ơn Kiều Ngân và Long Hồ. Cái câu chuyện vừa rồi thì thấy nó có thấp thoáng đâu đó cái chuyện của nhà em cũng là cái vụ mà vợ ghen xong rồi gọi video call. Đâu chỉ đơn giản là có một mình Tuyền Mập ghen với anh Hiếu Nghĩa, hay còn gọi là anh Mỹ Cao Lãnh. Ngược lại anh Mỹ Cao Lãnh cũng đâu có vừa. Nhiều lúc em đi quay với lại bạn Tuyền, quay 12 giờ 1 giờ đêm, quay tới sáng luôn. Ông đâu có tin, ông phóng xe từ Cao Lãnh ông lên tới quận 12. Vợ tôi đâu, vợ tôi đâu? Má vợ mới nói, nó đang quay đó. Rồi phim trường gần đó, tạt qua nghe thấy, phải tận mắt chứng kiến rồi mới tin vợ. Đó, nhưng mà cũng tâm lý, cũng đem đồ ăn lên cho vợ ăn. Hoặc là có bữa nào mà không kẹt quá rồi không muốn chuyến xe nữa, bắt buộc phải từ Cao Lãnh gọi video call lên. Mà quý vị ơi, cái cover này để chúng tôi cầm kịch bản, nhưng không, đây là cái công cụ để mà ngụy trang dành cho Tuyền Mập. Bên trong đây cô ấy giấu điện thoại, giấu gì nè, để video call để hoài luôn, để cho ông Mỹ Cao Lãnh đầu dây bên kia mà thấy được là tin là em đang dẫn chương trình nhìn em với Tuyền làm MC chung á, phải không? Dạ đó, đó. Em đứng bên cạnh, trời ơi, là coi như là giấu điện thoại sau lưng cái tấm bảng này để cho ông thấy, ông tin thấy. Tức là ở đây vẫn nói với khán giả, ở đây vẫn nói, nhưng mà đây có cái điện thoại chồng vẫn thấy. Đó, để cho ông tin, ông yên tâm. Ủa mà sao hai đứa là phải mới yêu nhau đâu, cái thời mới quen nhau mà có con đó rồi mà vẫn ghen nha. Là đã ghen rồi thì còn thương còn ghen. Ai không thương, nhưng mà đâu có ai mà ghen chi. Phải cũng ghen thì đúng rồi, khi mà khi có cái biểu hiện gì hoặc là có cái sự cố gì xảy ra mình mới ghen. Còn đằng này là mãi hơi... Tường ơi, tại vì hai người ở xa nhau. Đúng, xa chứ nhau. Nếu như hai người đúng ở xa. Gần nhau thì có lẽ là cái chuyện đó không có diễn ra thường đâu. Đúng rồi, Tuyền sau này mới tâm sự với em mà nhiều lúc còn ghen với ông Hoàng Rapper. Vậy thì có bao giờ gia đình em xảy ra một cái mâu thuẫn vì cái chuyện ghen đó mà nó gay gắt như cái vợ chồng trong câu chuyện vừa rồi không? Có anh. Có. Nhiều khi em tức lắm, mình đi làm về nó rất là mệt. Với em nói anh, nhiều khi cũng giống như anh Hoàng nói là em phải lận cả cái điện thoại vô trong cái tập giấy á. Anh nghĩ là em giống như những người con gái tầm thường khác. Ê, là chị hả? Không, chị. Con chị là phụ nữ rồi, đàn bà rồi. Em thì rất tầm cỡ, không có tầm thường. Không phải, vấn đề là anh cứ nghĩ là chắc cũng là rơi trong cái trường hợp bồ trước hay sao á. Em mà bực mình cái gì em mà gây với ổng, mà nhiều khi mình không muốn mà cái chuyện lên đỉnh điểm thì mình cứ tắt điện thoại ngang đi, để chừng nào nguôi rồi mình nói. Chứ còn mà nói nữa là hồi em lu su bu lắm. Nhưng mà chị hỏi nè, sao những lần như vậy có mệt không? Mệt chứ, em thì em tính em không thích gây lộn. Có mệt sự, hơn cái cổng vợ hồi nãy không? Không. Tại vì chị em nghĩ là nếu mà nó mệt quá thì mình làm gì, đúng không? Thực ra mấy anh chị này chia sẻ với tụi em nãy giờ là mình nên làm cái này, mình nên làm cái kia thì nó rất là chính đáng. Tuy nhiên mình chả phải làm những chuyện đó nếu như mà mình không có nghi ngờ, không có ghen tuông gì với nhau á. Tại vì cái đó nó đầu độc mình dữ lắm á. Nó làm cho con người mình nó mệt mỏi, nó căng thẳng, nó trầm cảm. Còn gì nữa đầu vui. Chị nghĩ vậy, nãy chị nhìn hai chồng em chơi game thì rất là vui. Cho nên là lửa gì vui chơi, còn gì không vui thôi bỏ. Cho nên em nói gần đây là không có nữa là chị cũng mừng rồi. Thì không biết làm sao mà hai đứa em đã không còn làm những cái việc như vậy nữa. Hoặc là nó ít xuống là do cái gì? Cái thứ nhất là công việc. Thì khi mà một ngày á, khi mà xưởng em mà là làm nhiều quá đó, rồi khi em quên nữa, em đâu có điện cho vợ em là bắt đầu vợ em nó điện nó nã em liền. Em lỡ đang mà đi chợ hay là mình đang giao dịch gì ở ngoài, mình đang nói chuyện khách hàng mà không phải ở xưởng của mình, là bắt đầu là bị nghi ngờ. Trong khi đó thì mình mới bực. Tức là bây giờ Tuyền ơi, em vẫn còn tiếp tục nghi ngờ chồng em nữa hả Tuyền? Em không có nghi gì hết trơn á, em chỉ muốn em ảnh nghi chứng minh đúng không ạ? Bậy bạ chứ, tối nay ngủ ngoài đường mà không nghi thì cũng chứng minh. Em chỉ muốn là cái gì mà nhanh gọn lẹ tức thì. Vấn đề là nếu mà em gọi điện là anh phải bắt máy liền. Nhưng mà sao em không nghĩ là nhiều khi chồng em đang làm việc, giống như em đang quay, chồng em gọi em không bắt máy được đó thì sao? Cái công việc của em là có rất nhiều người xung quanh, có dính tới máy quay, có dính tới rất nhiều người. Còn ảnh là chủ ở cái xưởng đó, ảnh làm hay không làm hay ảnh ngưng lại cũng chẳng sao. Còn ví dụ như đang tiện đồ thì cứ để máy nó tự chạy đi rồi mình chạy ra. Alo. Trời ơi, đâu có được em. Thoải mái.
Khi mà em làm việc, em đang say mê với cái công việc của em, em tập trung hết tất cả cái tinh thần của em vào trong đó. Hoặc là khi em đang ngồi nói chuyện với khách hàng, em tập trung nói chuyện với khách hàng, một cái đối tác mới, thì làm sao mà tự nhiên vì một cái cú điện thoại của em lại bỏ hết tất cả mọi cái, chạy ra nghe 5-3 câu rồi xong chạy vô nói chuyện được. Em là người một người phụ nữ vô cùng dễ dãi trong mọi tình huống, anh hiểu không? Cách nào em cũng giải quyết được hết. Ví dụ đang ngồi với khách, anh bóc máy lên, anh nghe chuông và bóc máy lên, bụp. Em thấy ngồi xung quanh là trai không, cứ để vậy đi, cứ để vậy đi. Đó, em nghe nói chuyện không là em tự em tắt camera bên em. Em tự em tắt âm thanh bên em là em chỉ còn nghe tiếng bên ảnh và thấy hình thôi. Chứ em không hoàn toàn, ảnh không thấy em. Ảnh không nghe được tiếng em chỉ nghe được. Nhưng mà chỉ sợ em, người ta sợ quê là vì khi người ta vừa mới bấm ok. Trời ơi, sao nãy giờ chưa bao giờ. Đó, là em phải thám thính phải không? Không, dạo gần đây chưa bao giờ. Mình là một người phụ nữ phải biết chia sẻ, phải biết thấu hiểu à. Và mình phải biết điều thì người ta mới biết điều với mình. Là cứ bóc máy lên là cứ im lặng. Im lặng để coi quan sát cái đã. Tình hình xung quanh như thế này thấy đông người. Chồng đang làm gì vậy? Ủa, vậy hả? Vậy thôi chồng ngồi nói chuyện với mấy anh em nha. Nghe chút thôi là hiểu là để đó em nghe một chút. Thì gần đây là Nghĩa em có làm những cái việc mà vợ em muốn như vậy không? Vợ em thích? À, có. Thì chị thấy em cũng chiều vợ mà. Thế nên chị vợ à. Thì lời sống lâu đó chị. Đúng không? Đúng rồi, tại vì em cũng không có thích vợ chồng mà gây gổ nhau làm gì. Cái gì mình cứ nói chuyện từ từ đi, bình tĩnh nó sẽ giải quyết được. Tức là đó giờ thật ra hai em ghen nhau chẳng qua là bởi vì muốn kiểm tra nhau xem đang ở đâu, đang làm gì với ai thôi, chứ chưa phải là giống như là có một cái dấu hiệu nghi ngờ gì nó quá đáng. Dạ. Hoặc là một cái đối tượng thứ ba nào xuất hiện trong gia đình của mình, đúng không? Cái kiểu là em ghen phong lâm á, chứ em chưa thấy. Nói chung là hai người vẫn rất hợp nhau, hợp dạ. Ở cái chỗ là cần nhau, thích nhau, cho nên là tóm lại là điểm số của tụi chị thống nhất ở cái chỗ là hai đứa em giống nhau cái điều đó. Cho nên điểm số của tụi chị ở phần này hy vọng là với điểm số đó tụi em bỏ qua hết những cái rắc rối kia ha. Dày ha. Bây giờ thì ban bình luận đang hội ý để đưa ra điểm số cuối cùng. Các em cũng vậy, hội ý với nhau xem cái số điểm nào là số điểm dành cho gia đình của mình nha. Ghi vào trong cái bảng giùm anh trước đi, cái số điểm mà các em muốn. Cặp này á là vui, đúng lý là phải cho điểm tuyệt đối là 10. Như là hồi đầu là cái cặp đôi này nhìn cái ngoại hình cũng giống con số 10. Mình tuy nhón nhiên, lại một tí đi. Phải nhón lại một tí vì cái tội ghen quá. Bớt ghen đi hai đứa. Ghen tầm bậy tầm bạ. Năng lượng nó bị tiêu cực quá, nó mệt mỏi lắm. Đúng. Để thời gian đó cố gắng đi cày mà kiếm tiền mua đất mua vàng. Nha. Cho nên sẽ bị trừ đi 5.5 điểm để cảnh cáo. 9.5. Rồi, điểm số của em là bao nhiêu? Gì vậy trời? Trời ơi trời. 7.5 điểm. Sao thấp vậy? Không. Thấp ở ta điểm là bởi vì bây giờ thật sự tụi em đã điều tiết được cái cảm xúc khi tụi em ghen. Là bởi vì là biết nhịn, biết dừng đúng lúc. Để một lát nữa rồi mình sẽ tiếp tục cái câu chuyện đó. Nó không đẩy lên cao trào đỉnh điểm để hai đứa phải quát nạt nhau như trước. Nhưng mà vẫn còn ghen là phải khắc phục. Nên không thể nào cho điểm cao được. Cái này là tầm trung bình khá là được rồi. À, nó ghen dữ lắm chị ơi. Dạ. Nãy chồng nói là lố á, giờ bỏ chữ lố ra đi. Vẫn còn. Nhưng mà được có con gái nha, em là người phụ nữ rất là dễ thương, là trong điện thoại nói gì cũng được, la chồng cái gì cũng được hết, mà cái bên như con mèo vậy đó. Thấy cưng lắm tụi. Cưng lắm rồi, mời hen ra đây với anh. Đây là phần quà dành cho gia đình của Hiếu Nghĩa và Tuyền Mập, 5 triệu đồng cùng với một cặp điện thoại thông minh trị giá 15 triệu đồng. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Mời ban bình luận. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Bạn Đời Ăn Ý cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện và phát sóng hàng tuần lúc 21:30 thứ sáu trên kênh HTV7. Cảm ơn nhãn hàng Rugby của BBK và thương hiệu gia dụng Golson đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau nha. Thử thách xong, trả lời câu hỏi xong, trùng khớp hay không trùng khớp nó không quan trọng, mà quan trọng là mình nắm được cái tâm lý, mình đo được cái mực độ là còn yêu hay không còn yêu, đúng không cưng? Được tham gia chương trình này mình rất là vui. Đầu tiên là mình có điện thoại mới dài nè. Dạ không đúng tiền mua, dư tiền mua vàng nè. Tuyền là người nói nhiều, trình bày rất nhiều, giải bài rất là nhiều, còn ảnh cứ đứng. Cứ nghĩ ai cũng nghĩ đó là người đàn ông cam chịu, anh lên tiếng anh lấy lại công bằng cho vợ thôi, chịu đâu. Thôi để người ta nghĩ vậy đi.
Ruby xốp giòn reo nốt nhạc. Nhãn hàng gia dụng Coulson hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.